Đây là bản tin chiến sự ngày 19 tháng 9. Trước đó mình đã cho ra mắt tin tức nổi bật của ngày 19 tháng 9, mời các bạn ghé xem nhé. Bắt đầu bản tin hôm nay với các cuộc tấn công chính xác. Hôm qua, cảnh báo phòng không vang lên khắp miền Nam và miền Tây Ukraine. Họ thông báo đã đánh chặn được 27 trên 30 UAV Shahed của Nga và một UAV do thám. Nhưng hiệu quả hôm nay thì chưa là gì so với báo cáo ngày hôm qua, khi Ukraine bắn hạ tới 18 UAV Shahed và tới 17 tên lửa KH các loại với tỷ lệ bắn hạ 100%. Tất nhiên Nga phóng đi bao nhiêu tên lửa thì mình không có thông tin. Các thiệt hại của Ukraine được ghi nhận như sau. Ở khu vực cảng Reni trên sông tại vùng Odessa đã ghi nhận một vụ cháy rất lớn và nhà kho hậu cần của Ukraine cũng đã bị thiệt hại rất nặng nề tại khu vực Lviv. Đó là hai thiệt hại nổi bật được ghi nhận. Ở chiều ngược lại, vào đêm chủ nhật, Ukraine đã tấn công bằng 6 UAV vào Crimea. Mặc dù đã bị hạ hết, nhưng cuộc tấn công này khá đặc biệt bởi có vẻ đây chỉ là cuộc tấn công thử nghiệm. Ukraine đã cố gắng phóng các UAV này từ các khu vực khác nhau ở hướng Kherson. Hãy nhớ, máy bay do thám của NATO liên tục lượn lờ trên Biển Đen và chắc hẳn đây là các cuộc tấn công thăm dò. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những hướng tấn công mang tính sát thương cao hơn từ Ukraine sau những đợt thăm dò này. Trong đêm qua thì chưa có báo cáo về các cuộc tấn công tầm xa đáng kể nào của Ukraine cả. Và chúng ta đi tới chiến trường. Tại hướng Kherson, cơ bản tình hình ở đây không có những điểm nổi bật nào trên thực địa. Nhưng đêm qua có ghi nhận Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng Geran vào các khu vực tại Kherson. Đã có báo cáo về ít nhất 5 vụ nổ lớn, nhưng hiện nay chưa có ghi nhận nào cụ thể về hình ảnh và video. Vậy là có vẻ Ukraine đang tập trung lượng lớn dự trữ hoặc là binh sĩ nào đó mà Nga đã phát hiện ra. Nếu xuất hiện thiệt hại, chúng ta sẽ cập nhật sau. Tại hướng Kherson này cũng có ghi nhận Nga đã pháo kích trúng một chiếc xe buýt, một trung sĩ cảnh sát 49 tuổi đã thiệt hại và hai dân thường khác bị thương nặng. Di chuyển tới chiến trường Orykiv. Tại khu vực Robotyne tới Vebove, chúng ta tới hướng Robotyne trước. Ở hướng phía tây khu làng, chúng ta nhớ hôm chủ nhật, Ukraine đã tiến quân và chiếm được một vài chiến hào tại khu vực này, mở rộng vùng kiểm soát bên cánh phía tây của khu làng. Tiếp tục diễn biến 24 giờ qua, ở phía tây và phía nam của Robotyne, Ukraine tiếp tục tấn công, cố gắng tiến về các khu làng Kompany và Novopropopovka. Trong 24 giờ qua, các hướng tấn công này tạm thời chưa đạt được hiệu quả. Ở hướng Vebove, Ukraine lại tiếp tục mở các mũi tấn công áp sát vào khu vực phía tây của làng Vebove bằng các mũi bộ binh không có xe bọc thép. Ở video tại vị trí đánh dấu ở đây, chúng ta có thể thấy xe tăng Nga rất thoải mái di chuyển, nhắm mục tiêu vào các vị trí hành lang rừng nơi có các nhóm bộ binh Ukraine di chuyển đột kích. Nhìn video kiểu này thì bộ binh nào chịu cho nổi. Nếu Ukraine chưa thể mang các phương tiện xe bọc thép qua chiến hào của Nga thì thực sự rất khó khăn cho các nhóm bộ binh này có thể thực hiện việc tấn công Vebove. Nhưng Ukraine lại tiếp tục thành công trong chiến thuật lấn chiếm vùng xám của họ và thành quả hôm nay là rất lớn. Toàn bộ khu vực như đánh dấu ở đây trên bản đồ đã được Ukraine chiếm đóng thành công, thậm chí nó đã lấn sang hẳn khu vực ở bên trong của lớp phòng thủ số 2 tại đây. Tuy nhiên một lần nữa phải nhắc đến sự ái ngại dành cho Ukraine, họ càng lấn sâu, chỉ toàn bộ binh như vậy thì họ sẽ càng hứng chịu thiệt hại nặng nề hơn. Chúng ta chờ cách Ukraine đưa các phương tiện bọc thép của họ qua lớp phòng thủ này và thế trận sau đó sẽ được triển khai ra sao, chứ tình trạng chỉ có bộ binh như vậy thì chắc chắn Ukraine sẽ thiệt hại dài dài. Tại chiến trường này, nhìn vào bản đồ chúng ta tiếp tục ghi nhận Ukraine liên tục bổ sung quân số và khí tài mới để thực hiện các cuộc tấn công trong tương lai. Về cơ bản, bước tiến của Ukraine vẫn rất từ từ, theo kiểu lấy thịt đổi đất. Không biết rằng sau chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky thì tình hình trên mặt trận có gì khởi sắc cho Ukraine không? Chúng ta di chuyển tới chiến trường Vremensky. Với nỗ lực tấn công của mình vào hai khu làng Novomayoke và Novodonetsk, vào chủ nhật vừa qua, chúng ta ghi nhận Ukraine đã thu hẹp vùng xám áp sát tại khu vực xung quanh hai khu làng, tiến hẳn sang bên kia sông ở hướng Bắc để đóng quân dọc theo mô tả gần với khu làng Novomayoke, nhưng vẫn chưa tiếp cận được các khu vực công trình trong hai khu làng này. Trong hai ngày vừa qua, các đợt tấn công của Ukraine vẫn tiếp tục, họ tập trung củng cố các vị trí mới chiếm, bổ sung nhân lực, chấn giữ các công sự để thay thế cho các binh sĩ thiệt hại. Về cơ bản, thành quả của Ukraine là chiếm đóng một số khu vực vùng xám và áp sát hai khu làng này. Trong 24 giờ vừa rồi, Ukraine tổ chức liên tiếp các mũi tấn công, điểm nóng nhất là các mũi đánh của Ukraine vào khu vực Prytune. Từ hai hướng, Ukraine tăng cường tập trung tấn công vào vị trí này gây nên những khó khăn cho Nga trong việc chống đỡ. Theo báo cáo thì tình hình ở đây khá căng thẳng cho Nga, nhưng hiện nay chưa có thông tin nào về kết quả các trận đánh. Tại cánh phía đông, Ukraine cũng tổ chức nhiều mũi đổ bộ nhỏ theo hướng mũi tên nhắm vào các vị trí ở đây với tham vọng cắt đứt toàn bộ khu vực này của Nga. Đồng thời các mũi đánh tới hai hướng tập trung thêm vào Novodonetsk. Tất cả các mũi đánh ở phía đông này đều có kết quả sơ bộ là đã bị đẩy lùi. Về phía Nga, ngoài việc tổ chức các mũi đánh chặn những vị trí Ukraine tấn công, phía Nga còn tập trung do thám tiêu diệt các vị trí tích trữ nhân lực và khí tài của Ukraine tại hai khu vực làng phía sau, đồng thời áp chế các nhóm tấn công có sự hỗ trợ của xe bọc thép. Hôm qua có nhiều video ghi nhận hiệu quả trong hoạt động của Lancet Nga tiêu diệt các vị trí của xe bọc thép của Ukraine đang di chuyển. Còn các binh sĩ bộ binh của Ukraine đang đóng quân tại các chiến hào ở những vị trí mới chiếm thì vẫn chưa ghi nhận Nga có động thái gì để đẩy lùi các nhóm binh sĩ này. Tình hình chung tại toàn bộ khu vực mỏm Primitsky ở các vị trí giao tranh trực tiếp sẽ như sau.
Nga đang đóng quân kiểm soát hoàn toàn Prytune, Nga đang đóng quân kiểm soát hoàn toàn Prytune và Novodonetsk và kiểm soát tới 80% Novomaïovka, vùng còn lại là vùng xám. Ukraine kiểm soát nhiều hơn 2/3 khu vực Uruzhene và Staromaïovka, còn phần còn lại của hai khu làng này là vùng xám. Ở khu vực Marinka tới Adipka không có các thông báo cụ thể và nổi bật nào. Vẫn ghi nhận Nga đang giữ vị thế chi phối tại đây và Nga cũng không tổ chức các mũi đánh mạnh, chỉ tổ chức giữ trận địa. Tại hướng Optine có tin báo về cho biết Ukraine lại tiếp tục tấn công vào khu làng này, tuy nhiên chưa có báo cáo kết quả. Chúng ta biết tại khu vực này Ukraine tiến hành uy hiếp Nga trong suốt hơn một tuần qua, nhưng cơ bản họ chỉ mới lấn chiếm được một ít vùng xám phía ngoài mà thôi. Di chuyển thẳng tới Bakhmut, tình hình ở đây có rất nhiều diễn biến nhưng chủ yếu là diễn biến về mặt truyền thông. Còn trên thực địa chúng ta sẽ có báo cáo trong khoảng 3 ngày vừa qua như sau. Tại khu vực sườn Nam, Ukraine đã đẩy lùi Nga hoàn toàn ra khỏi làng Klitschka, tuyên bố giải phóng hoàn toàn khu làng. Điều tương tự cũng diễn ra tại Andriivka khi Ukraine công bố đã giải phóng hoàn toàn và kiểm soát được khu làng này, đồng thời cho toàn bộ lực lượng của quân Nga ở đây đi bắn muối hết. Tại khu vực làng Andriivka này, tình hình của nó liên quan mật thiết đến tin Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine bị cách chức. Mình đã đưa tin này ở bản tin đăng trước đó rồi, mời các bạn xem qua. Mô tả ngắn gọn thông tin này đó là Nga mất liên lạc với các tiểu đội phụ trách khu vực Andriivka này và không biết tình hình thực tế ở đây ra sao. Sau đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng Ukraine đã giải phóng hoàn toàn Andriivka, vậy nên Nga mới nắm được thông tin là làng này đã thất thủ và tiến hành giải thảm gây nên thiệt hại nặng nề cho quân đội Ukraine. Tại sao mình nói thông tin 2 ngày vừa qua về việc Ukraine chiếm được Andriivka và Klitschka cơ bản là bùng nổ trên truyền thông? Bởi thực tế, Ukraine đã đẩy lùi Nga ra khỏi Klitschka khoảng 5 ngày trước, khiến cho Nga lùi hoàn toàn về các cao điểm phía Bắc và phía sau đường tàu. Điều tương tự cũng xảy ra tại Andriivka khi Nga đã rút hoàn toàn khỏi khu làng này từ lâu trước đó bởi sự tấn công mạnh mẽ từ Ukraine. Điều Ukraine làm được chính là tiến ra các khu vực mà Nga đã rút lui và cắm cờ tuyên bố giải phóng rồi rút về. Cơ bản thì hai khu làng này Nga không còn các binh sĩ đồn trú trong làng nữa, nhưng Ukraine cũng không thể đóng quân tại phía bắc của Klitschka và bên trong Andriivka bởi vì nó hoàn toàn nằm trong tầm hỏa lực của Nga và không còn nơi trú ẩn. Nói thế không có nghĩa là Ukraine nổ, mà ý mình là việc Ukraine làm được họ đã làm được từ khoảng gần một tuần nay rồi, nên các tin từ 2-3 ngày vừa rồi chỉ là sự nổi bật lên trong truyền thông, chắc hẳn để tạo nên một thành quả hỗ trợ cho chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Mỹ, chứ không hẳn là một bước tiến tiếp theo tại chiến trường. Tình trạng ở khu vực sườn Nam Bakhmut này vẫn là giao tranh ác liệt, chứ không phải Ukraine có thể một cách an toàn và vững chắc để đóng quân tại hai khu vực làng này. Họ vẫn đang trong giai đoạn giữ vững thành quả, chứ chưa phải là ở giai đoạn dùng hai ngôi làng này làm bàn đạp và tấn công về phía trước. Một lý do khoảng hơn một tuần nay Ukraine có thể tiến lên và có thể nói là giải phóng hai khu làng nói trên là bởi các cuộc tấn công có hệ thống và hiệu quả bằng cả UAV lẫn HIMARS vào tuyến hậu cần của Nga, vào hệ thống pháo kích của Nga ở phía sau đã gây nên thiệt hại về hỏa lực cũng như gián đoạn về tuyến hậu cần của Nga. Ở vị trí này, chúng ta ghi nhận pháo kích của Ukraine đã hoạt động tốt hơn nhiều trong khoảng 2 tuần trở lại đây nhờ vào việc họ sử dụng UAV do thám một cách hiệu quả hơn trước đó. Chúng ta nhớ thời điểm khoảng gần 2 tháng trước, Ukraine đã vượt trội hơn Nga về pháo kích tại đây và nhờ việc đó đã tạo điều kiện cho Ukraine suýt nữa chiếm được Klitschka. Nhưng sau đó, Nga đã củng cố lại hệ thống hỏa lực và đợt tấn công vào gần 2 tháng trước Ukraine đã không thành công. Nhưng lần này họ lại một lần nữa áp chế được hỏa lực, pháo binh và hậu cần từ Nga và họ đã có thành quả được coi như là giải phóng hai khu làng trên. Chúng ta tiến tới khu vực Liman, tình hình ở đây vẫn không có thay đổi về mặt lãnh thổ. Ukraine lại tiếp tục tổ chức các mũi tấn công như mô tả trên bản đồ và đã thất bại rút về. Đó là toàn bộ diễn biến chiến sự ngắn gọn. Tổng quan, Ukraine đang cố gắng trong một vài ngày vừa qua để đạt được những hiệu quả đáng kể nhằm tạo dấu ấn cho chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Mỹ. Chúng ta ghi nhận thành quả của họ tại sườn Nam Bakhmut và có thể nói Nga đang chịu áp lực cực lớn tại khu vực này. Còn trên toàn bộ chiến trường, chúng ta không có thông tin nào đáng kể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.